Chào mừng Kim đến với kênh Thầy Liêm. Hôm nay cô mời Kim cùng theo dõi môn ngữ văn lớp 7, trang 57 đến trang 64, bài 3, chủ điểm, cội nguồn yêu thương. Tình yêu thương là câu trả lời cho mọi thứ, Ray Bradbury. Thì hôm nay chúng ta sẽ cùng theo dõi văn bản Vừa nhắm mắt vừa mở cửa sổ, sách kết nối tri thức với cuộc sống. Giới thiệu bài học. Như cây cối khi bắt rễ vào đất sẽ xanh tươi, đầm hoa kết trái. Con người có cội nguồn yêu thương làm điểm tựa thì sẽ hạnh phúc và luôn vững vàng trên hành trình trưởng thành. Đọc hiểu các tác phẩm truyện và một cái văn bản kết nối về chủ đề trong bài học này thì em sẽ có thêm cái cơ hội để khám phá và cảm nhận một cách sâu sắc hơn về những nguồn mạch yêu thương nuôi dưỡng tâm hồn con người. Thì yêu cầu cần đạt đó là chúng ta sẽ nhận biết được tính cách nhân vật, nhận biết và nêu được cái tác dụng của việc thay đổi kiểu người kể chuyện trong một cái chuyện kể, thể hiện được cái thái độ đối với cách giải quyết vấn đề của tác giả ở trong chuyện, nhận biết được đặc điểm của số từ, phó từ và hiểu được chức năng các từ loại này để dùng sử dụng đúng và hiệu quả. Bước đầu, viết viết bài văn phân tích đặc điểm nhân vật trong một tác phẩm văn học, trình bày được ý kiến về một vấn đề đời sống, biết trao đổi một cách xây dựng tôn trọng các ý kiến khác biệt, biết bồi đắp trân trọng tình yêu thương. Tiếp theo là phần đọc tri thức ngữ văn, thay đổi kiểu người kể chuyện. Thì trong một cái chuyện kể, nhà văn có thể sử dụng nhiều ngôi kể khác nhau. Có tác phẩm sử dụng 2-3 người kể chuyện ngôi thứ nhất, có tác phẩm lại kết hợp người kể chuyện ngôi thứ nhất và người kể chuyện ngôi thứ ba. Sự thay đổi kiểu người kể chuyện luôn thể hiện cái ý đồ nghệ thuật của tác giả. Mỗi ngôi kể thường mang đến một cái cách nhìn nhận, đánh giá riêng, khiến câu chuyện được soi chiếu từ nhiều chiều, trở nên phong phú hấp dẫn, chứa đựng nhiều ý nghĩa. Số từ và phó từ, thì số từ là những cái từ chỉ số lượng hoặc là thứ tự của sự vật. Phó từ là những cái từ chuyên đi kèm bổ sung ý nghĩa cho danh từ, động từ và tính từ. Thì chúng ta sẽ được học các văn bản như là Vừa nhắm mắt vừa mở cửa sổ, trích của Nguyễn Ngọc Thuần. Rồi Người thầy đầu tiên, trích Tringider Aitermatov và Quê hương của Thế Hành. Như vậy thì hôm nay chúng ta sẽ cùng theo dõi văn bản 1, Vừa nhắm mắt vừa mở cửa sổ của Nguyễn Ngọc Thuần. Thì ở phần đầu trước khi đọc, một đó là các em sẽ kể tên một số loài hoa mà em biết. Thì em có thể nhận ra các loài hoa ấy bằng những cái cách nào? Hai, theo em nhan đề Vừa nhắm mắt vừa mở cửa sổ gợi điều gì thú vị? Thì chúng ta có thể kể một số cái loài hoa mà chúng ta biết. Ví dụ như là hoa hồng, hoa cúc, hoa lan, hoa đồng tiền, hoa xuyến chi, vân vân. Thì em có thể cảm nhận, em có thể nhận ra các loại hoa ấy là bằng cách là nhìn cái đặc điểm hình dáng, màu sắc và mùi hương. Ví dụ như là hoa hồng thì có nhiều cánh là màu đỏ thẫm, cánh tròn, mịn như nhung, nhụy màu vàng, mùi thơm quyến rũ. Rồi tiếp theo, theo em nhan đề Vừa nhắm mắt vừa mở cửa sổ gợi điều gì thú vị? Thì theo em nhan đề này gợi những cái điều thú vị đó là một cái nhan đề rất độc đáo và thu hút người đọc. Nhan đề là sự kết hợp giữa hai vế có cái nội dung mang tính chất đối lập, vừa nhắm mắt mà vẫn mở cửa sổ. Thì thường thì con người ta sẽ mở cửa sổ để ngắm nhìn không gian ngoài kia, nhưng theo nhan đề thì các nhân vật trong tác phẩm dường như đang cảm nhận cuộc sống theo một cách thức mới lạ. Nhan đề gợi hứng thú và sự tò mò cho người đọc. Như vậy thì chúng ta sẽ cùng đọc hiểu văn bản. Vừa nhắm mắt vừa mở cửa sổ, trích Nguyễn Ngọc Thuần. Thì khi đọc bài các em chú ý những cái câu hỏi ở giữa bài. Nhà tôi có một khu vườn rất rộng, bố trồng nhiều hoa. Buổi chiều ra đồng về, bố thường dẫn tôi ra vườn, hai bố con thi nhau tưới. Bố làm cho tôi một bình tưới nhỏ bằng cái thùng đường sơn rất là vừa tay. Bố lại lấy cái hộp lon gò thành cái vòi hoa sen nữa. Bố hay bảo tôi nhắm mắt lại, sau đó dẫn tôi đi chạm từng bông hoa một. Bố nói, đố con hoa gì?
Tôi luôn nói sai, nhưng bố tôi nói không sao cả. Dần dần tôi sẽ nói đúng. Những buổi chiều tôi hay nhắm mắt sờ những bông hoa rồi tập đoán. Tôi đoán được hai loại hoa, hoa hồng và gà và hoa mồng gà và hoa hướng dương. Bố cười khà khà khen tiến bộ lắm. Một hôm khác tôi đoán được ba loại hoa, bố nói. Phen này con sẽ đoán được hết các loại hoa của bố mất thôi. Và đúng như vậy, không bao lâu tôi đã đoán được hết vườn hoa. Từ vườn, từ trong nhà ra vườn, tôi có thể chạm bất cứ loại cây nào và nói đúng tên của nó. Tôi cũng đã thuộc khu vườn, tôi có thể vừa nhắm mắt vừa đi mà không chạm vào vật gì. Những lúc rảnh rỗi, bố hay đứng trong vườn rồi đố tôi tìm ra bố. Bố nói, bố thấy con hé mắt. Tôi cãi lại, không, con không có hé mắt, con biết chỗ cây hoàng lan mà. Thật không? Bố sợ vợ nghi ngờ. Trò chơi này không chỉ diễn ra ngoài vườn mà còn ở trong nhà. Bố hay giấu cục kẹo đâu đó rồi đố tôi. Và lần nào tôi cũng tìm thấy. Bố còn đố tôi khi nhắm mắt, bố đứng cách xa tôi bao xa. Lúc đầu tôi luôn đoán sai nhưng sau thì đúng dần. Mỗi lần như thế bố đều lấy thước ra đo cho đàng hoàng. Bây giờ khi đang còn vùi đầu trong màn, tôi vẫn biết bố đang cách xa tôi bao nhiêu mét khi chỉ cần nghe tiếng bước chân. Trò chơi này làm cho chú Hùng ngạc nhiên lắm, chú cứ hay nghi ngờ rằng không thể được. Cháu đã ăn gian, cháu hé mắt, thế là tôi lặp lại trò chơi cho đến khi chú phải thốt lên. Thật không thể tin nổi cháu có con mắt thần. Trò chơi này tôi có một kỷ niệm đáng nhớ. Sau nhà tôi có một con sông nhỏ, những ngày nghỉ bố hay dẫn tôi ra đó tắm. Bố tôi bơi giỏi lắm, bố có thể lặn một hơi dài đến mấy phút. Hôm đó khi cả nhà đã ăn cơm thì bỗng nghe một tiếng hét lớn, sau đó hoàn toàn yên lặng. Mọi người nhìn quanh không biết tiếng hét đó xuất phát từ hướng nào, nhưng tôi đã nói ngay, cách đây khoảng 30 mét hướng này, mẹ tôi chồm dậy chết rồi ngoài bờ sông. Bố quăng chén cơm rồi băng vườn chạy ra, tôi và mẹ chạy theo. Quả nhiên đúng như vậy, dưới cái hộp sái, một thằng bé chết với chỉ còn lòi ngón chân. Nó là thằng Tí, con bà Sáu. Nhưng buổi trưa nó trốn ra bờ sông vọt nước, không ngờ trượt chân té xuống, bố tôi ẵm nó về nhà. Bụng nó đầy nước, bố phải nắm ngược hai chân, dốc xuống như làm xiếc. Sau đó cả xóm mới hay tin chạy ra. Người ta bu quanh tôi, hỏi đủ chuyện, bà Sáu còn cảm ơn tôi. Bà khóc, bà nói không có tôi, thằng Tí con bà sẽ chết. Nhiều người không tin rằng tôi có thể lắng nghe âm thanh tài tình như vậy bèn thử tài. Thật may phước lần nào tôi cũng đoán trúng. Họ hỏi làm sao biết hay vậy, bố nháy mắt và chúng tôi cười ồ. Tôi biết đó là một bí mật không thể tiết lộ. Một cái bí mật giữa bố và tôi. Nhưng tôi đã hứa tôi sẽ chỉ cho thằng Tí bí mật này. Nó là bạn thân của tôi mà. Tôi thấy tên nó đẹp hơn mọi tên. Khi đọc lên thì âm thanh cứ du dương như một bài hát. Ở trường tôi hay gọi nó Tí, Tí. Nó hỏi cái gì, tôi mỉm cười chẳng có gì. Nó ngạc nhiên lắm, nó không hề biết rằng tôi đang nghe âm thanh từ cái tên của nó. Bố tôi nói mỗi cái tên là một âm thanh tuyệt diệu. Người càng thân với mình bao nhiêu thì âm thanh đó càng tuyệt diệu bấy nhiêu. Tôi tin bố, tôi hay gọi tên bố chỉ để nghe âm thanh. Thằng Tí hay đem cho bố tôi những trái ổi. Nó trèo cái giỏi lắm, nhà nó có một vườn ổi. Những trái ổi to được nó lựa để dành cho bố đều. Có bịch ni lông bọc loại đàng hoàng. Những trái ổi như thế bao giờ cũng vừa to vừa mềm, cắn vào rất đã. Bố tôi ít khi nào ăn ổi nhưng vì nó bố ăn. Tôi nói sao bố kính trọng nó quá vậy. Bố cười xòa, không phải đâu, bố cũng không cưỡng lại được trước món quà. Một món quà bao giờ cũng đẹp, khi ta nhận hay cho một món quà ta cũng đẹp lây vì món quà đó. Bố còn nói thêm, một nụ hôn cũng là một món quà sang trọng. Một giấc ngủ của tôi cũng chính là một món quà, cả con người tôi đều là món quà của bố. Tôi đi nhẹ ra vườn, tôi hiểu khu vườn là món quà bất tận của tôi. Mỗi bông hoa là một món quà nhỏ, một vườn hoa là một món quà lớn.
Tôi nhắm mắt và chạm tay rồi gọi tên từng món quà. Tôi chạm phải bố, tôi la lên. A, món quà của tôi đây rồi. Ôi cái món quà này bự quá. Bố lại nghĩ ra trò chơi khác. Thay vì chạm vào hoa, bây giờ tôi chỉ ngửi rồi gọi tên nó. Bố đưa bông hoa trước mũi tôi rồi nói hoa gì. Trò chơi cứ diễn ra liên tục cho đến hồi tôi nhận diện được tất cả mùi hương của các loài hoa. Đêm tôi mở cửa sổ và nói, hoa hồng đang nở kìa bố ơi. Bố không tin, xách đèn ra soi và đúng vậy, những bông hoa cứ đem hương đến cửa sổ như báo cho tôi biết từng mùa. Hoa gì nở sớm, hoa gì nở muộn. Tôi còn phân biệt được một lúc những hoa gì đang nở. Bố nói tôi có cái mũi tuyệt nhất thế giới. Bạn hãy tưởng tượng vào một buổi sáng mờ sương, bạn vừa nhắm mắt vừa mở cửa sổ và bạn chợt hiểu khu vườn nói gì. Bạn hiểu bây giờ là mùi gì và bông hoa nào đang nở tên gì. Từng tiếng bước chân trong vườn, bạn biết chính xác người có bước chân đó cách xa bạn bao nhiêu mét. Bạn còn biết tiếng chân đó là của ai, bố hay là mẹ. Bạn sẽ giả vờ hỏi, ai đó có phải là người khách lạ không? Không, tôi là khách quen, người đó trả lời. Bạn sẽ nói, khách quen sao tôi không biết vậy cả, tôi nghe bước chân lạ lắm. Đó là tại vì tôi đang hồi hộp, tôi thấy khu vườn nở nhiều hoa quá. Hoa hồng và màu gà phải không? Ôi sao anh biết hay quá vậy? Bạn sẽ nói to lên, tại vì tôi có con mắt thần. Con mắt thần nằm ở đâu vậy? Nằm ở mũi tôi. Đó chính là một điều bí mật mà tôi muốn chia sẻ với bạn. Bạn hãy thử đi rồi sẽ thấy. Khu vườn sẽ lớn lên rất nhiều những bông hoa thơm và khi nhắm mắt bạn vẫn nhìn thấy nó. Không chỉ vậy, bạn có còn thấy nguyên cả cái khu vườn. Bạn có thể nhìn thấy bông hồng ngay trong đêm tối. Đêm bạn nằm đắp chăn kiến nhừ nhưng bạn vẫn có thể đi dạo. Bạn sẽ không bao giờ lại trong bất cứ một khu vườn nào bởi vì những bông hoa sẽ chỉ lối cho bạn một lối đi an toàn và thơm ngát. Và lúc đó bạn sẽ tiếc lắm nếu thế giới này vắng đi những bông hoa. Bạn sẽ tự hỏi, tại sao trong khu vườn không có người dẫn lối? Người ta sẽ ngạc nhiên hỏi lại, người dẫn lối nào? Bạn sẽ từ từ nói, đó là những bông hoa. Những bông hoa chính là người đưa đường. Nguyễn Ngọc Thuần vừa nhắm mắt vừa mở cửa sổ. Nhà xuất bản trẻ thành phố Hồ Chí Minh 2014 trang 41-49. Như vậy thì các em vừa theo dõi và cái văn bản vừa nhắm mắt vừa mở cửa sổ. Thì chúng ta sẽ tìm hiểu thêm về tác giả Nguyễn Ngọc Thuần. Nguyễn Ngọc Thuần sinh năm 1972 ở Bình Thuận. Ông là cây bút chuyên sáng tác cho trẻ em. Tác phẩm của Nguyễn Ngọc Thuần mang đến một thế giới trong trẻo tươi, mới ấm áp đầy chất thơ. Thì ở đó có bao nhiêu sợi tơ của niềm yêu thương trìu mến kết nối tâm hồn mỗi chúng ta với thiên nhiên con người cuộc sống. Nhiều tác phẩm viết cho thiếu nhi của Nguyễn Ngọc Thuần được độc giả rất yêu thích như là Một Thiên Nằm Mộng 2001, Trên Đồi Cao Chăn Bầy Thiên Sứ 2003, Vừa Nhắm Mắt Vừa Gõ Cửa Sổ 2004. Thì em có biết là Vừa Nhắm Mắt Vừa Mở Cửa Sổ đã giành được giải thưởng Peter Pan, giải thưởng của Ủy ban Quốc tế về sách dành cho thiếu nhi tại Thụy Điển năm 2008 và được dịch ra nhiều thứ tiếng Anh, Thụy Điển, Thái Lan và Hàn Quốc v.v. Rồi chúng ta sẽ cùng theo dõi những cái câu hỏi ở giữa bài. 1. Vì sao nhân vật tôi có thể giúp bố cứu được bạn tí? Thì nhân vật tôi có thể giúp bố cứu được bạn tí nhờ vào khả năng lắng nghe âm thanh tài tình. Cậu đã phát hiện chính xác vị trí của tí khi nghe thấy tiếng hét. Tiếp theo số 2. Vì sao nhân vật tôi thích gọi tên bạn tí và bố? Thì nhân vật tôi thích gọi tên bạn tí và bố vì để nghe âm thanh từ cái tên. Bởi bố có nói mỗi cái tên đều là một âm thanh tuyệt vời. Tên của tí khi đọc lên âm thanh cứ du dương như một bài hát. Gọi tên bố hàng ngày chỉ để nghe âm thanh. 3. Điều bí mật nhân vật tôi muốn chia sẻ là gì? Thì điều bí mật mà nhân vật tôi muốn chia sẻ là sự cảm nhận, nhận biết những cái loại hoa bằng mũi chứ không phải bằng mắt. Nhân vật tôi hiểu khu vườn nói gì, hiểu giờ là mùa gì và bông hoa nào đang nở tên gì.
Rồi tiếp theo trả lời câu hỏi của bài 1. Nhân vật tôi đã được bố dạy cho cách nhìn đặc biệt như thế nào để nhận ra những bông hoa trong vườn? Thì nhân vật tôi được bố dạy cho cách nhận biết ra những bông hoa trong vườn không phải bằng mắt mà bằng cảm giác của đôi bàn tay và bằng cách ngửi mùi hương của hoa. Hai nhỏ, nhân vật người bố chủ yếu được miêu tả qua lời kể của nhân vật nào? Việc lựa chọn người kể chuyện như vậy có tác dụng gì? Thì nhân vật người bố chủ yếu được miêu tả qua lời kể của nhân vật tôi. Việc lựa chọn lời kể chuyện trong cái đoạn trích vừa có tác dụng miêu tả tính cách của nhân vật người bố và thể hiện được tình cảm của nhân vật tôi. Tiếp theo câu 3, nêu cảm nhận về tính cách của nhân vật người bố. Chỉ ra một số chi tiết giúp em có những cái cảm nhận đó. Thì chúng ta sẽ nêu cảm nhận về tính cách của nhân vật người bố. Thì nhân vật người bố kiên nhẫn dạy con cách cảm nhận về vẻ đẹp và sự sống trong khu vườn. Gần gũi chia sẻ nhiều cảm xúc suy nghĩ với con như một người bạn thân thiết. Coi con là món quà quý giá nhất cuộc đời. Yêu thương Tí, trân trọng đón nhận quà đơn sơ của Tí. Thích trồng hoa, luôn chăm sóc và biết lắng nghe tiếng nói của khu vườn, nhịp sống của thiên nhiên. Có thể thấy nhân vật người bố là một người rất yêu thương con, luôn quan tâm, gần gũi với con và có tâm hồn phong phú, sâu sắc, có trái tim nhân hậu. Tiếp theo câu 4, vì sao nhân vật tôi có thể biết chính xác tiếng kêu cứu của bạn Tí vang lên từ đâu? Chi tiết này có mối liên hệ với chi tiết nào trước đó? Thì nhân vật tôi đã nghe tiếng kêu cứu của bạn Tí vì em đã tập nhắm mắt để lắng nghe và cảm nhận về thế giới xung quanh. Nhờ luyện tập, em có thể nghe âm thanh mà đoán được nó vang lên từ đâu, ở khoảng cách như thế nào. Tiếp theo câu 5, liệt kê những cái chi tiết tiêu biểu miêu tả cảm xúc suy nghĩ của nhân vật tôi về bố và bạn Tí. Những cái chi tiết đó cho thấy đặc điểm tính cách nào của nhân vật tôi? Thì những cái chi tiết tiêu biểu miêu tả cảm xúc suy nghĩ của nhân vật tôi về bố đó là yêu quý, gần gũi với bố, đón nhận từng cử chỉ chăm sóc của bố với lòng biết ơn. Bố làm cho tôi chiếc bình tưới xinh xắn dạy tôi cách cảm nhận về khu vườn. Bố là món quà bự nhất của tôi. Những cái chi tiết tiêu biểu miêu tả cảm xúc suy nghĩ của nhân vật tôi về Tí. Coi Tí là người bạn thân nhất, sẵn sàng chia sẻ với bạn bí mật ngọt ngào hạnh phúc của hai bố con. Thấy tên bạn Tí đẹp và hay hơn mọi âm thanh. Thích gọi bạn để được nghe cái tên vang lên. Những cái chi tiết đó cho thấy cái đặc điểm tính cách nhạy cảm, tinh tế, biết yêu thương mọi người. Cậu có một cái tình cảm, ngưỡng mộ bố và quý mến bạn vô cùng. Tiếp theo câu số 6, khi vừa nhắm mắt vừa mở cửa sổ, nhân vật tôi đã phát hiện ra những bí mật gì? Theo em, những bí mật ấy mang lại điều gì cho cuộc sống hàng ngày của nhân vật? Thì khi vừa nhắm mắt vừa mở cửa sổ thì nhân vật tôi đã phát hiện được những cái bí mật đó là tiếng những bước chân, mùi hương của những loài hoa đang nở trong khu vườn. Khi vừa nhắm mắt vừa mở cửa sổ thì nhân vật tôi không chỉ thấy những bông hoa thơm hơn, mà còn nhìn thấy nguyên cả khu vườn, cả bông hồng ngay trong đêm tối. Thì những cái bí mật ấy mang lại cái niềm vui, hạnh phúc cho cái cuộc sống hàng ngày và làm giàu cái tâm hồn của nhân vật tôi.
Tiếp theo câu 7, em có đồng tình với những cái điều nhân vật người bố nói về món quà không, vì sao? Thì em có thể đồng tình với những cái điều nhân vật người bố nói về các món quà, vì vẻ đẹp của món quà không nằm ở cái giá trị vật chất, cách tặng, trao tặng và đón nhận một món quà, thể hiện ở con người chúng ta, chính cái tình cảm yêu thương chân thành đó thì khiến cho cái món quà trở nên quý giá. Tiếp theo, viết kết nối với đọc là viết một đoạn văn khoảng 5 đến 7 câu về món quà đặc em đặc biệt yêu thích. Như vậy thì chúng ta sẽ viết một đoạn văn khoảng từ 5 đến 7 câu về một món quà mà em thích. Ví dụ, bất cứ một món quà nào trong cuộc sống này đều có ý nghĩa riêng biệt của nó. Đối với tôi thì món quà giá trị nhất mà tôi được nhận đó chính là bài học về việc trân trọng mọi thứ xung quanh chúng ta. Đó có thể là thiên nhiên tươi đẹp, là những người thân luôn dành cho ta tình yêu vô tận. Chúng ta cần trân trọng những người đã tặng cho ta những món quà quý giá để ta hiểu và thêm trân trọng cuộc sống này. Món quà ý nghĩa này mà tôi nhận được, tôi sẽ giữ gìn và lan tỏa đến mọi người. Như vậy thì đến đây các em đã vừa cùng cô theo dõi môn ngữ văn lớp 7 của bộ sách kết nối tri thức với cuộc sống. Thì sau khi xem xong các em thấy dễ hiểu thì hãy nhấn thích và chia sẻ cho mọi người cùng xem. Và đừng quên đăng ký kênh Thầy Liêm để được xem những video tiếp theo nhé. Và chúc em học tốt và chào tạm biệt em.